Anh em nhá, hôm nay tối đi câu rô phi. Rô phi cái hồ tự nhiên đây. Rô phi nhỏ thôi. Cực kỳ đơn giản này, mình lấy mỗi thính nền thôi. Cả tranh thủ được câu tối tí. Lấy bát thính nền. Câu chỉ lấy đủ bữa dán thôi anh em nhé. Còn lại thì thả hết. Bát thính nền là đủ câu rô phi câu chơi. Đấy, có cái thính nền rất xin được tiện đúng không anh em, thì thảo đi câu linh tinh thôi, cho thêm mấy hạt sốt vào đây nữa là ok. Nắm 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 thính rồi trộn lên, ok, đơn giản không anh em, quá đơn giản đi câu rô phi tạp. Hay xuống thả thì cần tí nó đóng thôi. Nó không có kết dính tới nó không được dính lắm. Rồi ok. Đấy, một nắm thôi, thế nó đủ câu rô phi buổi tối rồi. Không cần nhiều. Nắm này câu bét nha anh em, thấy cái bài này đơn giản không, quá đơn giản. Rồi bây giờ xuống đến hồ rồi anh em nhá, mình câu ngay đầu cần thôi. Đây bắt đầu ném thính này. Có một cục thính bằng nắm tay mang nhà đi đấy thôi, bẻ đôi ra ném để cho nó tơi tơi vậy. Xong bây giờ lên ngồi rình rập thôi anh em, tí nó đóng thôi. Đội nào đi kích cá kìa à? Đấy. Đã phập phù luôn rồi anh em. Nhanh không? Mấy phút. À, được khoảng ra được khoảng tầm 5 phút rồi, 5 6 phút rồi anh em ạ. Anh em nhìn phao nhá, tí nữa thì mình sẽ quay phao gần nữa cho anh em xem. Anh em nhìn căn bản là cái trời quay ban đêm anh em nhé, nên là nó tối quá, anh em thông cảm. Nói chung là tranh thủ đi câu tối cho nó tiết kiệm thời gian. Đấy, đã hơi hơi mà mím mím rồi kìa. Bình phao, bình phao. Hai con. Sắp rồi. Cậu đêm dưới nó kêu sướng không? Giật không trượt phát nào. Nhờ mang theo ít, mang theo ít mồi về đi, mình về anh em nhé, về thả vào cái ổ chính lúc đấy. Chạy lên tầng rồi, Cô em đang ngồi bắn điện tử. Anh em xem này, nó phập phào hấp dẫn đấy, đấy nháy luôn.
Rất min rồi. Anh em phải cho vác lên trước. Thả phát dính, giật không trượt phát nào anh em. Đây mình câu ở ngay gần bờ mà đâm ra là mình cho cái máy quay nó ra sát cái phao anh em nha, nhưng mà mình không bật đèn flash. Mấy cả bật đèn flash thì thực ra nó chả nhìn thấy gì. Ở đây để cái đốm xanh như này cho anh em nhìn nhìn cho nó sướng. Mình để cách phao chắc thì khoảng tầm 40 phân thôi anh em ạ, để máy quay cách phao tầm 40 phân. Thế này anh em nhìn phao nó thụt dễ này, nhìn sướng này. Ấy, nháy 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 nháy. Nháy rất nhẹ anh em ạ, nhưng mà đây là câu rô phí là cứ ấy cá rất là nhiều. Ném lúc vào, ném lúc quấn ổ ngay đó, chết. Ăn hàng anh em liên tội, không trượt phát nào, thả phát giật ngay. Thả phát giật ngay thì nó phét, chắc là mấy chục giây. Câu rô phí thì thực ra nó đơn giản mà anh em ném gì chả được. Cầm nguội ném xuống cũng câu được, đơn giản. Đang muốn hôm nào đi câu lăng xê quá mà đồ này câu lục nhiều quá, hôm nào không đi câu lăng xê được, hàng lăng xê chậm, ít người biết đến là mình bán lăng xê. Đấy rồi anh em thấy mùi nhạy không, mỗi tí thính nền ném một vạt, ôi trời bình. Con nào mà nhỏ nhỏ thì mình thả luôn đi nhé, tí mình về lấy ít thôi, lấy mình thả luôn, còn lấy ít thôi, lấy khoảng một đĩa thôi về dán chơi vậy. Câu nhiều về không ăn thì không làm gì anh em ạ. Anh em thấy dế kêu giống ở đồng quê không? Mình nghiệm ra một điều rằng là khi mà đặt tiêu đề của cái video ấy, nếu mà mình làm thật tâm ấy thì mình nói thật thì thực sự là anh em có vẻ là cái độ tin tưởng nó ít. Cứ phải ghi vào cái gì thật hoành tráng, nhưng kiểu bịp bịp một tí, như kiểu là mồi thần thánh rồi, thập cẩm chí khôn thì anh em nhau và anh em xem nhiều, bịp thật, bịp. Trời, nhìn kể cái này mà câu ban ngày thì quay tầm này thì nhìn phao được phê lắm. Các bạn là câu tối anh em ạ, ban ngày tiết kiệm thời gian làm việc khác. Đấy. Nhảy liên tục. Nay lại quên không mang kìm đi anh em ạ. Rất đồng tay. Đồng tay rất nguy hiểm. Anh đang bắn cả con mi ở con việc thì đéo bắn mạng tay ra anh. Anh chủ anh thế thì có tí anh xuống à? Đi xuống luôn đi. Cho anh tí. Cái gì đấy? Nó xuống canh làm gì? Uống nước à? Qua được câu. Hai thằng. Sợ lỗ, câu bùn đâu. Để
Đóng không trượt phát nào. Câu này nghe quen vãi trưởng ra. Quay phao thế là cũng chắc là ổn rồi. Mấy phút rồi anh em. Rồi mình chuyển sang quay giật tí. Rồi chim cút ngồi cũng phải được. Chắc là mình ngồi câu nửa tiếng thì về thôi anh em ạ. Chắc nửa tiếng thôi. Ngồi câu nhiều nó cũng không giải quyết được cái gì. Nhiều cá quá thì cũng thả. Mình để cái hướng này thì anh em vẫn nhìn thấy phao nhưng mà nó không được nét như lúc nãy thôi anh em ạ. Nãy giờ mình thả đi chắc phải đến 4-5 cân cá rồi. Quay ban đêm mình tăng độ sáng rồi đèn nọ đèn kia hết cỡ rồi nó mới được như này. Không biết là anh em nhìn thấy có thấy cái gì không? Vẫn nhìn thấy phao, tôi nghĩ chắc là vẫn nhìn thấy phao. Vừa thả phát bình này như mà đi câu ở hồ dịch vụ bình là ăn chép rồi. Cá nó bình là nó cắm đầu vào nó ăn, xong là khi mà nó cắm đầu vào nó ăn, khi mà nó bơi thì bơi lên thì là cái phao nó bị lội lên thôi thì nó bình anh em nhé. Cái này thì đa số là ở hồ dịch vụ thì là bình cứ bình là chép thôi, 80-90% bình là chép. Ông của em đang bắn Free Fire anh em ạ. Mình cũng bắn Free Fire. Anh em nào bắn Free Fire không? Comment ID đi xong mấy anh em bắn với nhau. Chắc mình quay mấy phút nữa, 5-7 phút nữa rồi thôi. 5-7 phút nữa thì cũng về. Đấy, toàn các loại rô phi như này anh em này, 3-4 ngón tay. Câu ban ngày rô phi thì nó nhạy hơn câu buổi tối nhiều anh em ạ. Câu ban ngày mà với cái mồi này thì với cái lượng như này thì giật liên tục, giật mỏi tay, đặt chuẩn đấy. Buổi tối con ke nọ ke kia đặt nó không chuẩn lắm. Nghe thấy dế kêu như kiểu là ở vùng quê anh em nhỉ. Ở đây là Hà Nội. Giống được á? Giống được á? Trời ơi. Giống thân hình và đồng. Nó đồng. Anh em trông toàn là nó rô phi 3 ngón tay. Nói đi câu vui mà anh em. Tiền không mất, mất tí tiền mồi thôi. Mồi chả đáng kể. Đi giải trí. Anh em mới thấy ngủ đấy. Em nào đi câu rô phi thì cứ làm nắm giống mình ra ném thụp phát ngồi giật thôi. Xem quả tăng nào bạn em không nào đâu.
Thực ra thì rất chi là nhiều muỗi anh em nha, nhưng mà mình mang chanh nên mình sát nên nó không có muỗi. Anh em xem clip sát chanh mình. Mấy thanh niên đi kia đi kích cá không biết có được cái gì không. À, anh em chắc phải xem, nó cũng không hot bằng nó cũng không hay bằng ban ngày anh em. Quay thêm mấy phút nữa anh em biết là nó hiệu quả là được rồi, sau anh em câu thì phải theo thôi. Mình thả đi nhiều lắm rồi anh em ạ, thả đi phải đến 5 phần thì chắc là thả đi 4 phần rồi, chắc là còn 1 phần này. Những con nó nhỏ quá, những con thì nhiều con nhỏ, hai con tay thả hết đi, hai con tay nhỉnh nhỉnh, nôm ra là nhỏ nhỏ thả hết. Đây thì nó rô phi nhỏ đấy, nhưng mà những con nó bè quá. À, kênh mình được gần được cái nút bạc rồi anh em ạ, gần được 100.000 rồi. Anh em đăng ký ủng hộ ấy, cho nó đủ 100.000 thử nhận nút bạc xem nó có ra cái gì không. Đấy. Thấy mình thấy thi thoảng thấy anh em bảo nhận nút bạc nút điếc, mình chả biết không tìm hiểu rõ nó là cái đấy đó là gì. Mấy hôm mình tìm hiểu sơ, anh em đăng ký đi cho nó đủ, thiếu khoảng 4.000 nữa là đủ nút bạc rồi. À quên, 40.000 chứ. Chắc là còn lâu lắm. Bao giờ mà được lút bạc thì mình tuyên bố, khi nào mà được lút bạc thì mình công khai cái bài mồi khóa cho tất cả các anh em xem luôn, không phải giấu gì cả. Đấy, coi ăn mừng ấy. Ăn mừng được 100k sút. Ôi, chắc là lốt 1-2 phát nữa thì mình ngừng cái video. Rồi, lọc bớt cá rồi đi về thôi. Chán rồi, ngồi cũng phải đứng 40 phút rồi. 40 phút rồi, 40-50 phút rồi. Chắc là 40 phút. Trên dưới 40 phút rồi đấy. Câu giải trí thế nó đủ rồi.